Chào các bạn. Trên tay mình đây là chiếc máy tính bảng Asus ZenBud. Đấy, cái modem của nó là B01Z. Đấy, nó bị phá mật khẩu màn hình, quên mật khẩu, không thể vào trong được. Quên mật khẩu rồi. Không mở mật khẩu vô được. Giờ mình xin chia sẻ với các bạn cái cách để xóa bỏ mật khẩu này ha. Nhưng mà cái cách này nó sẽ mất dữ liệu trên máy nha các bạn. Tại vì nó phá mật khẩu này mình cũng không có cách nào để mình lưu dữ liệu được hết. Rồi ok. Đầu tiên mình sẽ tắt nguồn nó đi. Tắt nguồn trước. Xong ha. Lúc này mình sẽ bấm nút volume down nè, power nè, nút nguồn với nút volume trừ á, bấm giữ, nào nó hiện logo mình buông ra nha. Rồi, buông ra. Hiện chữ này lên, buông ra liền. Đó. Nó sẽ vào chế độ recovery, mình bấm cái nút nguồn cái nữa. Rồi ok. Giờ tới đây mình sẽ di chuyển nó xuống bằng nút volume nè. Wayata Factory Reset, chọn nút nguồn ha. Nguồn. Di chuyển tới cái dòng Z. Delete on user data. Chọn bằng nút nguồn. Ok, này nó sẽ format. Đây, rồi format xong. Mình sẽ chọn Reboot System Now nè. Bấm cái nút nguồn chọn nó luôn ha, cho nó reset lại. Rồi ok, đợi nó khởi động lên. Rồi các bạn đợi nó khởi động lên ha.
máy này nó khởi động hơi lâu, các bạn nên kiên nhẫn đợi, đừng lo lắng, không sao đâu. Nhưng mà nhớ quan trọng là mình phải sạc pin đầy đủ nha, sạc trên 50%. Ok, giờ mình kích hoạt nó vô. Thì các bạn có đầy đủ thứ tiếng, mình chọn tiếng nào mình chọn ha. Đây mình chọn tiếng Anh. Nhập mật khẩu wifi vào. Keep bỏ qua, keep bỏ qua, yeah. Rồi xong. Rồi ok, mình vào cài đặt kiểm tra thông tin máy ha. Setting. Lại thêm mở nó còn hỏi mật khẩu không nha. Rồi ok xong. Thường mấy máy này cái dung lượng trên máy nó rất là ít, các bạn thường cũng tải ứng dụng rất là khó, nó báo bộ nhớ đầy không à. Mình cũng có thể làm cách này để giải phóng dung lượng, nó mình tải lại từ đầu được, gắn thêm thẻ nhớ vô. Rồi, vậy mình đã chia sẻ xong cái cách mở mật khẩu màn hình cho cái máy tính bảng Asus ZenBud model là B01Z thành công đó các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video ha. Chào các bạn.
chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn thành công.